Rồi chúng ta các cái hệ thống âm thanh đường out nó đã hoạt động hết rồi đấy, đường nhạc này rồi là micro này chúng ta đã xử lý xong rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ xử lý là phần echo reverb. Đấy, chúng ta xem là echo và reverb đã được out ra đường main left right hay chưa. Đấy, từ đó nó đang còn quá nhỏ đi thì chúng ta sẽ kéo lên. Đấy, ví dụ như là đối với vang này thì phần echo level ở đây á, thì mình sẽ để cho nó 100 nhé mọi người, 100. Rồi phần reverb mình sẽ để đâu là 90 gì đó thôi. Ở phần limited đây á, thì mọi người để âm cho mình khoảng tầm là 10 decibel gì đó đi, đừng có để quá lớn. Phần take time đây mọi người để cho mình là 4.0 mili giây. Phần delay đây mọi người để cho mình là khoảng nhân 6 gì đó thôi nhá. Phần tỷ lệ ở radio đây mọi người để cho mình là 3 chấm này. Đối với giá mức gia đình thì mọi người cũng cần phải cắt nó quá cao đâu, mình tầm 3.2 gì đó thôi. Đó, nói chung là ở những cái phần corget đây thì mọi người chúng ta cần phải nghe, thì có mỗi hệ thống nó sẽ có một sự khác biệt, chúng ta phải nghe qua thì chúng ta xử lý nó sẽ chính xác hơn. Mình sẽ đại khái qua như vậy thôi. Trong phần này thì gia đình chúng ta tự xử lý nhé. Tiếp đến là phần left right delay mọi người ha. Trường hợp mà khi mà chúng ta dùng một lúc là có 2 chiếc loa full thôi, không có sub, thì chúng ta sẽ để 0 mili giây cho mình nhé. Đối với trường hợp có những căn phòng, ví dụ như cái phía bên loa ở bên left đây này, đó, thì có một cái vật gì nó cản hoặc là chúng ta đặt cao hơn hoặc đặt thấp hơn so với cái loa bên right, thì chúng ta cũng phải cần chúng ta xử lý, cần smart để chúng ta đo để xem là giữa hai loa nó âm thanh nó đã đến cùng một khi hay chưa, thì chúng ta cũng phải cần làm delay. Cho dù không có loa full, không có loa sub, chúng ta cũng cần làm delay. Đó, nhưng mà bây giờ thì mình cứ tính theo kiểu là đẹp đi, không gian chuẩn đi, hai loa đặt hai bên không có bị vật cản, không bị gì, rồi không gian hai bên như nhau này kia, thì chúng ta để là để cho mình là 0 decibel đi. Đó, này chúng ta tắt đấy. Đầu tiên chúng ta làm phần kiểm tra phần in đấy, chúng ta lấy ngỏ vào, kiểm tra ngỏ vào này kia xem đúng chưa để cho nó ra cái âm thanh trước, để cho thông lại trước các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần main out để chúng ta xử lý cái đường out này kia cho nó đúng, hết cái đặt, cho nó âm thanh nó được thông lại hết cả. Sau đó bắt đầu mới chúng ta bắt đầu xử lý chi tiết. Quay trở lại cái phần nhạc music thì như clip hôm trước là mình đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta là mid là từ tần số nào tới tần số nào rồi, và chép và bass nằm ở đâu rồi. Đó, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tai của chúng ta nghe. Chúng ta cảm giác những cái loa mình chép nó hơi dư, thì chúng ta kéo nó xuống. Đó. Đó. Rồi khi mà chúng ta cảm giác như cái tiếng giải beat, cái giải beat 2 của chúng ta nghe cảm giác nó hơi bị chói mọi người, nghe nó rất là khó chịu cái lỗ tai, thì nó sẽ nằm đâu đó khoảng tầm từ 2 kg lên tới là 5 kg mọi người. Mọi người sẽ kéo xuống cho mình. Đó. Phần octa mọi người bóp nhỏ lại, mình để 3 octa đi. Phần này cũng vậy, bóp nhỏ. Đấy, nhỏ lại, đừng có để nó quá rộng. Cái này để đó, mình cứ kéo như vậy cho mình. Đây là dạng chép này, chép này là tiếng chép xì mọi người, chép nhuyễn, chép mềm mọi người. Đó. Chép này thì cái tiếng chép ở dạng tần số từ 6 kg cho lên tới là 20 kg đây, thì nó không có bị làm chúng ta nó bị chói quá đâu. Đấy, chúng ta trường hợp chúng ta nghe cái tiếng xì nó bị xì quá đi, có những tiếng ca sĩ họ xì rất là nhiều luôn á, thì chúng ta kéo bớt nó xuống, tiếng chép xì mọi người ha, kéo bớt nó xuống một xíu cho nó âm thanh nó được gọn gàng. Rồi, phần bass, phần hai bass filter đầu tiên thì chúng ta phải nên để cân bằng, chúng ta nghe qua một cái để xem là âm thanh chúng ta nó đã ok chưa. Chúng ta để cân bằng như vậy, các cái tần số, các cái dải âm thanh chúng ta nghe nó đã mượt mà, nó đã ấm chưa, nó đã ôn chưa. Trường hợp chúng ta nghe chưa ôn thì chúng ta mới cần can thiệp equalizer, không nữa thì chúng ta cứ nên để cân bằng mọi người nhé. Có một số hệ thống âm thanh đôi khi là nó không, chỗ này dư, chỗ này thiếu, nghe có cảm giác nó chưa có ok, thì chúng ta mới cần phải cắt và xử lý equalizer thôi.